Hưởng ứng phong trào toàn dân phòng chống dịch COVID-19, Đoàn Thanh niên Tổng cục Quản lý thị trường đã tổ chức chương trình tặng khẩu trang, cồn rửa tay miễn phí cho người dân ngay tại trụ sở tổng cục. Với tổng giá trị trên 40 triệu đồng quyên góp được, Đoàn Thanh niên Tổng cục Quản lý thị trường đã lên kế hoạch mua 5.000 khẩu trang kháng khuẩn, khẩu trang vải và cồn rửa tay phát trực tiếp cho người dân. Hành động tuy nhỏ nhưng cũng đã thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, sẻ chia vì cộng đồng của công chức, viên chức, người lao động lực lượng quản lý thị trường, thể hiện rõ tinh thần quyết tâm cao của cả nước chống lại dịch bệnh COVID-19. Trước đó, thực hiện kế hoạch hành động của ngành công thương ứng phó với tác động của dịch COVID-19, Tổng cục Quản lý thị trường thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày tình hình kiểm tra, kiểm soát của lực lượng quản lý thị trường trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và cập nhật kết quả kiểm tra, xử lý thường xuyên lên cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương, chuyên trang hành động của Bộ và trang thông tin điện tử của Tổng cục. Đến nay, tổng số vụ kiểm tra, giám sát, xử lý của lực lượng quản lý thị trường là trên 6.700 vụ, nộp ngân sách gần 2,5 tỷ đồng.